chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đức Huy Mobile Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục Nhỏ To Tâm Sự cùng với Mi 8 và Mi 9. Mọi người hãy hỏi gì đi. Tuyết đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về hai sản phẩm này. Và hôm nay chúng ta sẽ làm video để giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Câu hỏi số 1. Với câu hỏi của mọi người là khi mình nâng cấp từ Mi 8 lên Mi 9 thì sẽ chênh lệch bao nhiêu triệu đồng, thì câu trả lời là khoảng 4 triệu đồng, bởi vì giá bán ra hiện nay của Xiaomi Mi 9 tầm khoảng 12 triệu đồng và Mi 8 hiện nay chỉ còn tầm 8 triệu đồng thôi. Và với khoảng 4 triệu đó thì cái sự nâng cấp nó có đáng giá hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu hỏi số 2. Xưa nay thì Tuyết vẫn thường hay so sánh hai sản phẩm bằng việc làm so sánh cái phần ngoại hình bên ngoài với rồi mới tới phần cấu hình bên trong. Thì hôm nay chúng ta vẫn sẽ theo lộ trình đó bằng việc là xem hai cái thiết bị này nó khác nhau về phần vẻ đẹp như thế nào. Thì chúng ta sẽ xem là nếu nâng cấp lên Mi 9 thì chúng ta sẽ được gì và mất gì. Đối với phần vẻ ngoài thì Tuyết sẽ nói đến phần bên phần phía sau trước. Thì như mọi người cũng có thể thấy được bằng mắt thường là cái điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy là ở camera thì Xiaomi Mi 8 chỉ có hai camera mà thôi. Còn Mi 9 thì lên đến 3 camera. Và ở đây thì chúng ta sẽ được rất là nhiều thay vì mất, bởi vì 3 camera của Mi 9 thì nó sẽ được cải tiến về phần độ phân giải hơn rất là nhiều so với Mi 8. Mi 8 thì chỉ có 2 camera với độ phân giải là 12 megapixel. Còn Mi 9 thì có đến 3 camera với cảm biến chính 48 megapixel giống như là trên Redmi Note 7 và Redmi Note 7 Pro. Và đó là ống kính Sony cho nên sẽ cho ra hình ảnh rất là đẹp và sắc nét, kèm với hai ống kính phụ với hai chức năng khác nhau là ống kính tele 12 megapixel và một ống kính góc siêu rộng 16 megapixel. Thì cả ba cảm biến này đều có độ phân giải tốt hơn là Xiaomi Mi 8. Đó là phần camera. Hơn nữa là camera, ba camera trên Mi 9 đã được phủ một lớp kính sapphire. Có vẻ như lần này là Mi 9 đã rất là lắng nghe khách hàng, muốn cho khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, cho nên là việc sử dụng một cái lớp kính sapphire như vậy sẽ làm cho cái vấn đề va đập, sẽ làm cho camera ít bị chạy hơn hẳn. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là camera thì chúng ta hoàn toàn là được hay bị mất. Còn với phần mặt kính phía sau thì sao, thì mọi người sẽ thấy là ở cái phần màu sắc chúng ta vẫn sẽ được ở cái phần là Xiaomi Mi 9 nó sẽ có hiệu ứng màu cực quang. Ở đây thì là một cái màu xám thì chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà đối với phiên bản màu hồng và màu xanh, mọi người sẽ thấy là nó sẽ có sự chuyển màu cực quang rất là đặc sắc thay vì chỉ còn chuyển màu Radiant thôi. Nhưng mà đối với những bạn mà thích cái màu hồng bánh bèo trên Mi 8 thì sẽ thấy là chúng ta mất luôn cái màu hồng này. Thì nó sẽ mất đối với những cái bạn yêu thích màu hồng mà thôi. Và hơn nữa thì tấm kính phía sau của Mi 9 cũng được phủ một lớp cường lực Radiant Black thế hệ thứ 6 thay vì thế hệ thứ 5 lên trên như trên Mi 8, cho nên là nó sẽ cứng cáp hơn hẳn. Khi mà chúng ta lỡ làm rơi vỡ thì có vẻ là nó sẽ ít bị vỡ hơn hẳn. Còn chúng ta sẽ thấy là ở các cạnh bên cũng sẽ được bo tròn hơn so với là Mi 8, cho nên khi chúng ta cầm sẽ thấy có vẻ là nó êm tay hơn và nó cũng ít bị trơn trượt hơn. Và một cái điều mà ở đây là mình không biết là nó mất nhưng mà nó được, đó là ở mặt sau của Mi 9 nó đã mất đi cảm biến vân tay, nhưng mà sẽ có cảm biến vân tay bên trong màn hình tương tự như là ở trên Mi 8 Pro. Thì này là nó mất nhưng mà nó lại được đó mọi người. Đó là phần mặt sau, thì chúng ta sẽ xem là các cạnh bên nó có khác nhau như thế nào. Cơ bản là hai thiết bị này đều có cạnh bên với phím nguồn, phím tâm giảm âm lượng và khe xuyên. Nhưng mà Mi 9 thì đã có phím trợ lý ảo ở ngay trên phần nút nhấn, nên chúng ta chỉ cần thao tác một nhấn là mình có thể vào được Google Assistant thay vì là phải vào bên trong máy như trên Xiaomi Mi 8. Đó là phần mặt sau. Thế còn màn hình thì sao? Phần quan trọng nhất đây nè. Về phần công nghệ màn hình, cái phần quan trọng nhất thì chúng ta sẽ được gì và mất gì. Đầu tiên chúng ta sẽ được một cái màn hình to hơn và trendy hơn. To hơn ở phần kích thước, thì kích thước của Xiaomi Mi 9 là 6.39 inch thay vì của Mi 8 chỉ có 6.26 inch mà thôi. Và chúng ta có một màn hình trendy hơn bởi vì đã được cải tiến từ màn hình tai thỏ qua màn hình giọt nước. Và cơ bản mọi người cũng sẽ thấy là giọt nước nó sẽ ít chiếm diện tích hơn so với là tai thỏ. Cho nên là cái phần tràn màn hình nó đã lên hơn 90% rồi. Và một phần nữa là mọi người sẽ thấy là phần cầm của Mi 9 nó sẽ làm mỏng hơn Mi 8 khá là nhiều. Cái điều này cũng có một lý do là vì Mi 9 được trang bị công nghệ vân tay dưới màn hình thế hệ thứ 5, cho nên là nó sẽ làm cho cái phần cầm được gọn hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ mất một điều, không phải là mất so với Mi 8, nhưng mà mất trên thực tế là cái phần
phần giọt nước của mi chính nó được làm chưa có đẹp và sắc sảo lắm. Theo ý kiến của Tuyết thì nếu như mà mi chính biết học hỏi Samsung một chút hoặc là OnePlus 6T, làm cho cái phần giọt nước nó mềm mại và nó có cái phần cạnh trên mỏng hơn một xíu thì mình nghĩ là sản phẩm này nó sẽ rất là hoàn hảo. Về phần nội thất bên trong phần con chip thì đây là một sự nâng cấp khá là lớn khi mà Mi 8 là chạy con chip Snapdragon 845, nhưng mà Mi 9 đã được nâng cấp lên con chip mới nhất của nhà Qualcomm Snapdragon 855 trên chương trình 7 nm. Thì như mọi người cũng biết, đây là con chip mạnh mẽ nhất hiện nay, cho nên là chơi game, chơi video thì tốc độ cũng như là hiệu năng chắc chắn là nó sẽ hơn hẳn Mi 8 rồi. Còn đó là phần hiệu năng bên trong. Vậy phần RAM và ROM thì như thế nào? Thì trên Mi 9 thì cũng đã có phiên bản RAM và ROM lớn hơn hẳn Mi 8 và sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho mọi người lựa chọn. Có vẻ nãy giờ Tuyết khen Mi 9 khá là nhiều, nhưng mà có một vấn đề Tuyết phải chê ngược lại Mi 9, đó chính là viên pin. Dù là một phiên bản nâng cấp nhưng mà viên pin của Mi 9 chỉ có 3300mAh thôi, thấp hơn so với Mi 8 là 3400mAh. Nhưng mà chúng ta cũng yên tâm bởi vì nhà Xiaomi đã quyết định là nâng cấp ở hệ thống sạc của thiết bị Mi 9. Công nghệ sạc nhanh có dây trên Mi 9 đã tăng tốc độ. Khi mà mình sạc 100% trên Mi 9, chúng ta chỉ mất có 1 tiếng 4 phút mà thôi. Còn Mi 8 trước đó là 1 tiếng 45 phút. Và cũng có hỗ trợ sạc không dây nhanh cho mọi người 20W. Thì khi mà chúng ta sạc không dây thì chỉ còn 1 tiếng 45 phút mà thôi. Tóm lại là Tuyết thấy Mi 9 là một thiết bị nâng cấp đáng giá của Mi 8. Nó được nâng cấp cả về ngoại hình bên ngoài, về màu sắc, về camera, cho đến cấu hình bên trong cũng như là công nghệ sạc, camera, vân vân các thứ. Cho nên đây thật sự là một thiết bị rất là đáng giá để các bạn nâng cấp. Chúng ta sẽ đến với một phút chờ quảng cáo. Thì cả hai sản phẩm Xiaomi Mi 8 và Mi 9 đều đang có hàng và có rất là nhiều hàng với đầy đủ bảng màu tại Duckhill Mobile, cho nên là các bạn hãy chuẩn bị thay quần thay áo, chuẩn bị tiền bạc ra Duckhill Mobile để sắm một chiếc Xiaomi Mi 9 hoặc là một chiếc Xiaomi Mi 8 thôi nào. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Duckhill Mobile nha. Bye bye.